xin chào xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị hiên ở trong buổi học trong buổi sáng ngày hôm nay không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt cùng với chị hay chưa thế nhưng mà hiện tại thì chị hiên đã đang có mặt ở đây rồi đấy và các em ơi các em có biết không ngày hôm nay chị hiên có rất nhiều những phần quà muốn dành tặng cho các bạn được không ạ và đương nhiên là cái phần nội dung kiến thức ngày hôm nay cái phần tài liệu ngày hôm nay chị hiên chuẩn bị cũng là những cái phần mà chị tin rằng các em đang thực sự rất 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 cần nó để có thể sử dụng trong cái kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới và trước tiên sẽ là trong cái giai đoạn ôn tập của các bạn ngày hôm nay chúng mình có học có một cái buổi học cuối cùng sau ba cái buổi học của buổi sáng ngày hôm qua và chúng ta thấy rằng là gì sau ba cái buổi học trong tuần vừa qua và đến bây giờ thì chúng ta có một cái buổi học cuối cùng và chị rất hy vọng là buổi học ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp tục cung cấp cho các bạn những cái khối lượng kiến thức phục vụ để các bạn có thể à, gì ạ viết nghị luận thật là tốt các bạn nhé và không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể sẵn sàng để chúng mình bắt đầu buổi học ngày hôm nay cùng với nhau chưa nhỉ? Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ồ, oh, ok ạ, à. các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Các bạn đã sẵn sàng để chúng ta bắt đầu với buổi ngày hôm nay chưa nào? 200 bạn chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Mục tiêu trong bài học ngày hôm nay của chúng ta. Thứ nhất, các bạn phải biết liên hệ bản thân. Đây là một khâu có quan trọng không ạ? cực kỳ quan trọng trong nghị luận xã hội. Thứ hai, chúng ta phải biết mở rộng vấn đề. Vấn đề này có quan trọng không ạ? À? Cũng rất quan trọng trong câu nghị luận xã hội. Và thứ ba, chị sẽ có những cái ví dụ để các bạn có thể viết một đoạn văn nghị luận xã hội hoàn chỉnh chúng mình nhá. Vậy thì vấn đề này có quan trọng không? Cũng cực kỳ cực kỳ quan trọng đúng không ạ? Vậy nên là bây giờ thì chúng ta sẽ cùng à, chuẩn bị đến ngay với những cái nội dung nhá. <laughs> Vậy thì chúng ta sẽ đến ngay với những cái nội dung mà chúng ta đã đề ra ở đây với những cái mục tiêu mà chị Hiên đã đặt ra ở đây nhá. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Em ơi, dậy hết chưa ạ? Đã sẵn sàng chưa? Bây giờ thì bắt đầu chị em mình sẽ cùng với nhau triển khai luôn nhá. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt đầu triển khai luôn nha. Ok không ạ? À? Các bạn đã sẵn sàng chưa? <laughs> các em ơi, các em đã sẵn sàng chưa? Được không ạ? À? Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Và nhớ là tất cả những bạn tham gia trong cái buổi phát trực tiếp ngày hôm nay thì một lần gì ạ? À? Các em hoàn toàn có thể chủ động nhận được quà và nhớ cáp lại màn hình để một xíu nữa chị sẽ cung cấp cho các bạn những cái phần quà mà chúng ta sẽ nhận được trong ngày hôm nay nhá ok chưa nào rồi nếu như các bạn đã sẵn sàng vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau tiến đến với những mục tiêu mà chị hiên đã để ra ở đây cùng với các bạn nhá ok chưa ạ à, các bạn ơi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiến đến với từng cái mục tiêu đã đề ra ở đây mục tiêu của chúng ta trước tiên là biết liên hệ bản thân đúng không ạ thế nhưng mà trước khi đến với cái phần liên hệ bản thân này thì chị sẽ cho các bạn xem thêm một cái mẫu về một cái bộ dẫn chứng nghị luận xã hội theo chủ đề nữa vậy nên là các bạn có thể thử áp dụng nhé ở đây thì chị có cực kỳ nhiều những cái dẫn chứng bao gồm cả những dẫn chứng mang tính chất kinh điển và những dẫn chứng mang tính chất cập nhật không biết các bạn có nhớ ngày hôm qua chị Hiên đã phân loại dẫn chứng cho chúng mình hay không. Thế nhưng mà các bạn có thể thấy rằng khi chúng ta chuẩn bị được một bộ dẫn chứng thì đó là một cái tiền đề cực kỳ tốt để các bạn có thể làm gì ạ? Để các bạn có thể đưa nó vào trong phần bài viết của mình. Ok chưa ạ? Kim Khuê ơi hãy ở đây Một xíu nữa hãy đi nhá Một xíu nữa hãy đi tổng kết Bởi vì sẽ có rất nhiều thứ Chị tin chắc chắn rằng em rất cần Được không nào? Thì các bạn nhìn này Dẫn chứng nha Và chủ đề áp dụng Và ở đây chúng ta thấy được là chúng ta có một cái phần Trình bày về nội dung dẫn chứng này Ví dụ Đây là những dẫn chứng mang tính chất kinh điển nhá Nhìn này À được không ạ? Chu Văn An à, Một nhà nho Đúng không ạ? À, một nhà giáo, đúng không ạ? Đã từng làm quan, đúng không nào? À, đây là dẫn chứng mang tính chất kinh điển này Hay là Beethoven này, đúng không ạ? À, Murray này, ok chưa ạ? À, Anderson này, đúng không ạ? Picasso này, đúng không ạ? À, hình ảnh câu chuyện về à, những gì ạ? À? Câu chuyện về loài hiêu cao cổ này Về à, hình ảnh những cái con sâu này đúng không ạ trở thành những cái muốn trở thành những con bướm xinh đẹp thì phải bứt phá như thế nào này câu chuyện về con bồ nông này đúng không ạ à, rồi thì hai biển hồ này và bên cạnh đấy chúng ta cũng có những cái dẫn chứng mang tính chất cập nhật nữa được không ạ ví dụ như chúng ta có câu chuyện về ánh viên này phải không hay là chúng ta có câu chuyện về lê thanh thúy này đúng không ạ hay là chúng ta có câu chuyện về hiệp sĩ công nghệ thông tin nguyễn công hùng này đó, thế thì ở đây, trong cái bảng này là chị Hiên có tổng cộng là bao nhiêu đây ạ? Nhiều quá, trời ơi. 33 dẫn chứng, được không ạ? Ở trong bảng này, chị có 33 dẫn chứng và phục vụ cho rất nhiều những cái đề bài khác nhau. Như là sự nỗ lực vươn lên khỏi nghịch cảnh này, theo đuổi ước mơ này, được không ạ? Hay là gì đây ạ? À, theo đuổi ước mơ cẩn thận tỉ mỉ kiên trì luyện tập trung thực không tham nhũng được không ạ à? À, hay là tình yêu thương lòng chắc ẩn đồng cảm thấu hiểu được không nào tinh thần hiếu học được không ạ à? ý chí nghị lực niềm tin vào bản thân có nghĩa là các bạn ô thế em ơi em có làm được không em có làm được cái đề về sự tự tin không trời ơi nếu mà chị nhớ không nhầm thì cái đề sự tự tin ấy chính là cái đề mà chị vừa chữa cho các bạn ý ở trong cái buổi đó chính là thực chiến nghị luận xã hội xong em có làm được cái đề đó không trời ơi không hiểu tại sao nhưng mà dạo này học văn chị hiên rất hay trúng đề nhá toàn phản hồi về bảo chị ơi em trúng đề rồi các kiểu thôi <laughs> nhưng mà không biết là điểm số thế nào thì chưa biết nhưng mà cứ nghe thấy thế là phấn khởi rồi cứ nghe thấy thế là phấn khởi rồi thì đây là một cái bộ tài liệu này rất là ổn để các bạn có thể sử dụng ồ oh, ok chưa ạ à? chị lướt lên được không á <laughs> lướt lên thì lướt lên phần nào bây giờ hả à, em nhưng mà đây không phải trọng tâm đây chỉ là cách chị nói với các bạn rằng là các bạn có thể sử dụng đấy các bạn có thể thiết lập một cái bảng dẫn chứng như vậy nhá và chúng ta sử dụng nó theo từng cái chủ đề ok chưa ạ à? thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá rồi ạ à, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy tiếp tục này cái nội dung mà chị muốn nói với các bạn trong ngày hôm nay uh, sẽ bao gồm đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái vấn đề nhá vấn đề trước tiên đó là những cái mẫu liên hệ bản thân cho bài được không ạ à? cho nghị luận xã hội được không ạ à? cho bài viết nghị luận xã hội được không ạ à? thì ở đây các bạn có thể thấy rằng là khi mà chúng ta liên hệ bản thân ý thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải cần có những cái mẫu đúng không về bản chất của liên hệ bản thân các bạn nhớ giúp chị hiên cái cấu trúc sẽ là gì ạ à? sẽ là một cái câu dẫn đúng không liên hệ bản thân là gì là từ việc tôi đưa ra cái quan điểm của mình phải không ạ à? từ việc tôi đưa ra quan điểm của mình thì sao ạ à? thì tôi sẽ có thể rút ra được bài học cho chính mình. Và tôi sẽ cần một cái câu dẫn để chỉ ra cái gì. Tôi sẽ cần một cái câu dẫn để chỉ ra được cái sự thay đổi trước tiên về nhận thức và thái độ. Các bạn có công nhận là bây giờ bao giờ cũng thế chúng ta thực sự muốn thay đổi một cái gì đấy thì bao giờ chúng ta cũng sẽ cần phải thay đổi về nhận thức và thái độ trước không ạ sau khi mà thay đổi về nhận thức thái độ tức là chúng ta phải cảm thấy nó đúng chúng ta phải cảm thấy nó sai chúng ta phải cảm thấy đồng tình hoặc không đồng tình hợp lý hoặc không hợp lý thì lúc đấy bấy giờ thì sao ạ à thì chúng ta mới có thể thay đổi về cái nhận thức thái độ của mình trước thế sau khi mà mình thay đổi về thái độ nhận thức xong thì mình mới có cái động lực để mình thay đổi về cái gì về hành vi của mình về hành động sẽ có những cái hành động thay đổi đúng không ạ à? thế thì các bạn hãy chú ý giúp chị là bình thường ạ à, là các bạn sẽ hay viết theo kiểu là ví dụ vẫn còn đang là một học, một học sinh ngồi trên ghế nhà trường thì tôi cần như thế này tôi cần như thế kia chị thì chị cho rằng là cái cách dẫn đấy không sai đâu chỉ là chúng ta phải lựa chọn những cái cách dẫn để nó phù hợp được không ạ à? Ví dụ như đối với những cái đề bài về tư tưởng đạo lý. Được không ạ? À? Đương nhiên là sẽ có những cái đề bài mà các bạn sẽ thấy là là chủ yếu tư tưởng đạo lý thì chúng ta sẽ nên dùng những cái câu dẫn. Được không ạ? À? Các bạn nên sử dụng cái câu dẫn giống như kiểu là đây ví dụ, nhìn lại chính bản thân mình. Đó, tôi thấy. Nhìn lại chính bản thân tôi thấy mình như thế nào? Kiểu kiểu vậy. Đúng không ạ? À? Và tôi sẽ như thế nào? Kiểu kiểu thế. Thì đây là một cái cấu trúc khá là ổn, các bạn sẽ sử dụng nhá, các bạn sẽ sử dụng được chưa nào? Những cái tư tưởng đạo lý ạ, thì các bạn có thể sử dụng những cái cấu trúc như thế này. Được chưa nào? Hay là ví dụ sau những va vấp tôi hiểu ra rằng như thế nào đấy. Được không ạ? À? Đó, được chưa nào? Hay là ví dụ mở cửa và ngắm nhìn, gì ạ? À? Mở mở cửa nhìn ngắm thế giới rồi nhìn lại chính mình. Được không nào? Tôi thấy mình thật may mắn vì như thế nào đấy. À và tôi tự luôn tự nhắc nhở chính bản thân của mình. Đó, kiểu kiểu vậy. Ok chưa ạ? À? Hay là ví dụ mọi vật trên đời đều có sự vật riêng, đều có sứ mệnh riêng và con người thì cũng vậy tôi cảm thấy như thế nào đó và sau đó tôi có một cái động lực để tôi làm cái gì đó ok chưa hoặc là từ những thất bại khó khăn thử thách trải nghiệm ấy tôi đã nhận ra rằng như thế nào đó được không ạ? À? và điều mà tôi nghĩ rằng mình sẽ thay đổi trước tiên đó là gì ok không hiểu chị không ạ à? có rất nhiều những câu dẫn có thể dùng chung ví dụ đây chị đang sự hướng dẫn những cái câu dẫn dùng chung đấy ạ à thì ví dụ như đề bài chị có ở đây đó chính là ý nghĩa của sự khác biệt chẳng hạn được không nào một lát nữa chúng ta sẽ làm cái đề hoàn chỉnh này nhưng mà ý chị muốn nói là chúng ta có thể chúng ta có thể dùng những cái cách dẫn như vậy được không nào tôi chúng ta hoàn toàn có thể dùng những cái cách dẫn mà như chị đưa ra ở đây nhá như chị đưa ra ở đây ok chưa ạ à? ví dụ như chúng ta nói về ý nghĩa của những cái khó khăn nghịch cảnh đối với mỗi người đi đúng không thế thì chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ chúng ta có thể dùng cái câu dẫn là hiểu được về ý nghĩa của những nghịch cảnh tôi nhận ra một điều rằng cuộc đời có quyền xô ngã bạn nhưng đứng dậy hay không là do bạn và tôi quyết định chọn cách đúng không là sẽ sẵn sàng đương đầu với những thử thách khó khăn bởi Tôi hiểu rằng chính những thử thách khó khăn ấy sẽ cho chính mình những trải nghiệm quý giá để có thể à để có thể tiến đến với thành công kiểu kiểu như vậy và tôi sẽ à, trao dồi cho mình à, một cái tinh thần sẵn sàng như thế nào đấy, kiểu kiểu vậy. Ok chưa ạ? Thế thì các bạn có thể thấy rằng là với những cái dạng đề về tư tưởng đạo lý thì chúng ta hoàn toàn có thể làm theo cái những cái câu dẫn mà chị đã đề xuất ở đây. Nhưng mà cũng sẽ có nhiều những cái đề bài nói về cái hiện tượng đời sống. Được không ạ? Thì nếu như cái đề bài mà người ta ra vào hiện tượng đời sống ấy, thì các bạn hoàn toàn có quyền sử dụng cái câu dẫn giống như các bạn vừa nói với chị. Đúng không ạ? Ví dụ đó chính là là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường khi soi mình vào cái vấn đề đấy thì chúng ta thấy chúng ta cần phải như thế nào hoặc nên như thế nào lấy ví dụ đơn giản như là bây giờ chúng ta thấy là đề bài nói về gì ạ đề bài nói về uh, đề bài nói về vai trò của uh, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc thì rõ ràng các bạn có thể dùng cái này đúng không hoặc là chúng ta có thể dùng đó là gì ạ à, là một đúng không ạ? Là một người trẻ sinh ra trong thời kỳ hiện đại. Tôi thấy mình cần như thế nào đó. Đó, được không ạ? Ok chưa nào? Tôi thấy mình cần phải như thế nào đó. Ok chưa? Được không ạ? Hay ví dụ được không ạ? Đó là là một người dân Việt Nam được không ạ? À? Là một người dân sinh sống trên dài đất hình chữ S Hay là sinh ra trên dài đất hình chữ S như thế nào đó Tôi thấy mình cần Được không? Tôi thấy mình cần hay mình nên như thế nào đó Được không ạ? À? Sử dụng những cái cách kiểu kiểu như vậy Nhá Kiểu kiểu như vậy Ok À tôi thiết nghĩ hay tôi tâm niệm rằng Không sao cả bình thường cái điều quan trọng là về sau em viết gì thôi trang ạ được chưa nào cái điều quan trọng là về sau em viết gì thôi trang nhá ok chưa nào đồng ý không ạ à? thế thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá sẽ có rất nhiều cách được không ạ à? sẽ có rất nhiều cách hay ví dụ như là À, là một uh, gen z chính hiệu kiểu, kiểu như vậy là một gen z là những bạn trẻ đúng không ạ là một người trẻ sinh ra trong thời điểm như thế nào đấy kiểu kiểu như vậy hay là một người trẻ đang sống trong cái thời điểm như thế nào đấy kiểu kiểu như thế cái này nó sẽ tùy thuộc vào vấn đề nghị luận ở phía trên của chúng ta là gì để chúng ta lựa chọn những cái cách lý giải phù hợp được không ạ thầy em lại nói là hạn chế dùng tôi về cơ bản là như thế này lê thư ạ cái này thì sẽ dựa vào quan điểm của từng người Nhưng mà chị thì chị cho rằng là rõ ràng ở trên phía đề bài á Cái câu hỏi được đưa ra là hãy nêu ý kiến quan điểm của anh chị Đúng không ạ? Chứ nó sẽ khác với cái đề của các em thi 9 lên 10 nhá Đó là vẫn sẽ hỏi là được, à, vẫn sẽ hỏi là em Thì mình sẽ trả lời là em Nhưng ở đây chúng ta có thể thấy là gì ạ? Là chúng ta thấy là người ta đặt ra là là ý kiến của anh chị và đến thời điểm này thì các bạn cũng đang ở độ tuổi 17, 18 tuổi rồi, các bạn hoàn toàn có quyền nói ra cái tiếng nói riêng của mình, vậy nên các bạn xưng tôi cũng không có ai có quyền trừ điểm các bạn ở cái phần đó đâu, nhá, thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị cái điều đấy, các em sẽ chú ý giúp cho chị cái điều này, được không ạ? À? không sao hết, cái việc xưng tôi không có ảnh hưởng gì đến được không nào không có ảnh hưởng gì đến cái việc các em được điểm thấp hay điểm cao cả ở đây là chúng ta cũng chỉ trả lời đúng với những cái gì mà câu hỏi đưa ra thôi miễn là không xưng à câu hỏi hỏi là anh chị mà lại xưng là anh chị là được <laughs> biết ngay cơ mà biết ngay là hỏi chị là thế mình xưng anh chị luôn được không đây này <laughs> các bạn ơi không được đâu nhá à được 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 ạ à. chỉ có điều là các bạn bài viết của các bạn chắc là sẽ không được chấm hoặc sẽ không có điểm thôi chị nghĩ như thế <laughs> ok, thì đấy là một số những cái mẫu liên hệ bản thân cho viết bài nghị luận xã hội. Ở trong khóa học 10 ngày thì chị Yên sẽ làm rõ hơn điều này nhá. Và các bạn ơi, chị sẽ đưa cho các bạn một cái thông tin cực kỳ hot ngày hôm nay trước khi chúng ta đến với cái phần tiếp theo, đó là viết cái phần mở rộng vấn đề. Tức là cái phần mà phản đề hoặc là mở rộng vấn đề hoặc là nhìn cái vấn đề đó ở một cái khía cạnh rất là khác ạ. Được chưa nào? Đó chính là chị sẽ dành tặng cho mỗi bạn tham gia trong ngày hôm nay một cái voucher được không mọi không biết voucher như nào phiếu giảm giá đi phiếu giảm học phí cho khóa học 10 ngày là 200.000 các bạn có thể sử dụng trong ngày hôm nay nhé duy nhất ngày hôm nay và các bạn ơi chị có nhận được một cái thông tin nữa đó chính là ngày hôm nay duy nhất ngày hôm nay bạn nào đăng ký khóa học 10 ngày thì sẽ được tặng một cái khóa học đọc hiểu ạ. Những bạn nào đã đăng ký rồi thì các em vẫn có thể chủ động nhắn tin về để có thể là được các anh chị hướng dẫn thêm về cái này. Được chưa ạ? Và những bạn nào chưa đăng ký thì duy nhất trong ngày hôm nay các bạn sẽ được tặng kèm một cái khóa học đọc hiểu và các em có thể học luôn. Tức là đăng ký xong là các bạn có thể học luôn duy nhất trong ngày hôm nay nhá. Và đây sẽ là một cái phần quà rất là lớn mà chị sẽ dành tặng duy nhất cho các bạn. Và chắc là sẽ chỉ dành tặng cho khoảng 30 bạn đăng ký đầu tiên thôi ạ. À. Chắc là như vậy thôi ạ. À. Sẽ dành tặng cho 30 bạn đăng ký khóa học 10 ngày đầu tiên nhá. Được không nào? Và các bạn sẽ không cần phải ghép nhóm gì hết. Các bạn có thể chủ động nhắn tin về ngay cho admin fanpage học văn chị Hiên. Chỉ cần các bạn cáp lại màn hình giúp cho chị về cái phần này. Được không ạ? Và duy nhất trong ngày hôm nay nha các bạn nhé. Duy nhất trong ngày hôm nay nhé. Chị nhắc lại một lần nữa này. Chúng ta sẽ được sử dụng cái voucher này. Cộng thêm với việc là các bạn sẽ được tặng khóa học đọc hiểu. Và các đăng ký rồi thì cũng nhắn tin về các anh chị sẽ xử lý cho không vấn đề gì hết. Quỳnh Ly nhá. Đấy. Cứ nhắn về, được chưa ạ? À? Cứ nhắn về, được chưa nào? Và duy nhất các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là duy nhất trong ngày hôm nay và 30 bạn đăng ký đầu tiên thôi nhá. Được không nào? Sẽ chỉ có 30 bạn đăng ký đầu tiên thôi. Được không ạ? À? Sẽ chỉ có 30 bạn đăng ký đầu tiên thôi nhá. Ok không nào? Sẽ chỉ có 30 bạn đăng ký đầu tiên thôi. Chúng ta sẽ được tặng. Thứ nhất là một cái phiếu giảm giá học phí và thứ hai, đó là gì ạ? Đó là một cái khóa học đọc hiểu. Ok chưa ạ? Thế nên một lát nữa sau khi phần phát trực tiếp này kết thúc thì các bạn có thể cân nhắc về việc xem là mình có cần phải nhanh nhanh chóng chóng đặt slot của khóa này hay không nhá. Nhưng mà chị tin chắc chắn đây sẽ là cái khóa học mà các bạn cần ạ, chắc chắn là như thế. Được chưa nào? Đây là phần thông báo một chút như vậy để các bạn biết được phần quà ngày hôm nay các bạn sẽ được nhận là gì. Và bên cạnh đấy, chúng ta sẽ cùng chú ý giúp cho chị. Em ơi, em nhắn về đi. Được không ạ? À? Các bạn đăng ký rồi cũng nhắn về nhá. Các bạn đăng ký rồi cũng nhắn về. Ok chưa nào? Thì các bạn sẽ chú ý ở đây giúp cho chị. Đó là chúng ta cũng sẽ được tặng ngay và luôn cái file tài liệu mà chị Hiên đang đang có ở đây nữa, được không nào? Chúng ta cũng sẽ nhận được ngay và luôn cái file tài liệu mà chị Hiên đang có ở đây nữa, một cái file tài liệu với cực kỳ nhiều thứ mà chúng ta có ở đây ạ. Đây bên cạnh cái thao tác mà chúng ta liên hệ bản thân thì các bạn cũng sẽ có một cái thao tác, đó chính là mở rộng vấn đề, được không ạ? Thì các bạn có thể thấy rằng là mở rộng vấn đề cũng chính là một trong những cái thao tác cực kỳ cực kỳ quan trọng. Được chưa nào? Ok chưa ạ? Các bạn sẽ thấy là chúng ta... Ôi các em ơi đừng đừng nhắn tin cho chị ngay vào luôn như thế nhá. Và các em nhắn tin về fanpage nhá. Các bạn giúp chị nhắn tin về fanpage bởi vì chị cũng không có khả năng gọi là chốt ngay lập tức, ngay vào luôn khóa học cho chị. các bạn đâu. Các bạn sẽ chủ động nhắn tin về fanpage. Các bạn đường lệ, các bạn gì ạ? À? à, các bạn cứ nhắn tin về fanpage. Được chưa nào? Các bạn đăng ký khóa học ngay từ buổi đầu rồi thì các chị cũng sẽ có thể xử lý được cái vấn đề đó cho các bạn. Các em yên tâm. Ok chưa nào đấy? Học phí 200k là khóa gì vậy? Đấy, vào sau mà thôi. Cái đấy chị sẽ nói sau. Bây giờ các bạn tập trung vào đây đã này. Chúng ta sẽ có ở đây đó chính là cách mở rộng vấn đề. Thì chị mới nói với các bạn rằng là mở rộng vấn đề ở đây không nhất thiết sẽ là gì ạ là mở rộng bằng cái cách là phải phê phán đây chỉ là một cách thôi được chưa nào ngoài ra thì chúng ta có thể mở rộng vấn đề bằng cách đào sâu thêm vào vấn đề hoặc là chúng ta cũng có thể mở rộng vấn đề bằng cách là chúng ta sẽ nhìn nhận vấn đề đó theo một cái chiều hướng khác mà ok chưa ạ vậy thì suy ra ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị là mở rộng vấn đề chúng ta có thể đi từ ba cái cách này đó là mở rộng bằng cách phê phán này đào sâu thêm vào vấn đề này và nhìn nhận vấn đề theo một cái chiều hướng khác này ok chưa ạ thì đây sẽ là ba cái cách để chúng ta mở rộng vấn đề nhé thế thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây đó chính là cái cách đầu tiên cái cách mà chúng ta thường làm nhiều nhất đó chính là chúng ta đưa ra cái phê phán của chúng ta phải không ạ à? chúng ta thấy rằng là bình thường thì nếu như mà chúng ta đang bàn luận về một cái hiện tượng xấu thì em sẽ đưa ra cái lời đánh giá chỉ trích một cách thẳng thắn về những vấn đề liên quan tới gì ạ? À? à vấn đề nghị luận được không ạ? À? Nếu đang bàn luận về một vấn đề là tốt thì chúng ta có thể gì ạ? À? Cần thẳng thắn phê phán một bộ phận những người có cái ý thức kém không chấp hành cái gì đó. Ok chưa ạ? À? à thế bình thường thì cái cấu trúc ấy ví dụ như cái cấu trúc về phê phán thì các bạn sẽ hay sử dụng những cái câu dẫn kiểu kiểu như là đây ạ à, cái cấu trúc đây cái cấu trúc mở rộng cho cái phần phê phán đấy đúng không cái cấu trúc mở rộng cho cái phần phê phán đấy đó là gì đây ạ à? à đây thật đáng buồn cho những ai đó đúng không ạ à? hay là trong xã hội hiện nay thật đáng chê trách cho những người kiểu kiểu vậy Mai Phương ơi yên tâm chị cả chị có thấy là em đăng ký khóa học 10 ngày rồi phải không Chắc chắn là trong khóa học đấy chị sẽ nói kỹ hơn về phần đó nhá Nhưng mà về cơ bản thì chị luôn nói điều này chúng ta phải viết đúng và viết đủ trước khi viết sâu và viết hay thế nên à em đang muốn là cái dạng đề là cho một cái hình ảnh á Thế xong mình sẽ đưa ra một cái bài viết về cái hình ảnh đó Mai Phương thế nhưng mà về bản chất ý, thì đề thi sẽ không cho chúng ta câu hỏi dạng như vậy đâu Mai Phương ạ à và chị thì chị nghĩ rằng là cái quan trọng nhất ở đây là mình phải đảm bảo được cái cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia đã. Chị nghĩ như thế. Trước khi mà chúng ta gì ạ, trước khi mà chúng ta đưa ra một cái phần bài viết nó khó hơn thì chúng chúng ta vẫn cứ phải bám sát vào vào cái cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia đã. Chị nghĩ là như vậy. Ok chưa ạ? Rồi, thế thì ở đây nhá, các bạn sẽ có những cái câu dẫn để phê phán này. Thật đáng buồn cho những ai trong xã hội hiện nay thật đáng chê trách cho những người như thế nào đấy. Đúng không ạ? Cuộc sống sẽ thật sự tẻ nhạt và vô nghĩa hay vô nghĩa nếu như chúng ta cứ mãi như thế nào đó. Và đâu đó trong xã hội vẫn còn một số bộ phận những người trẻ như thế nào đó. Ok chưa ạ? Được không nào? Hay là cuộc đời vẫn còn đó những trái tim đang đập nhưng lạc mất nhịp sống đích thực. Đó là những con người như thế nào đó. Ok chưa ạ? Hay là bạn đã bao giờ tự hỏi bạn sẽ sống ra sao nếu như thế kỷ 21 của chúng ta không có sự xuất hiện của máy móc, của công nghệ hiện đại? Thế nhưng, thật đáng buồn khi những người trẻ chúng ta đang bị cuốn theo huồng quay và bị trở thành kiểu kiểu đó. Ok chưa ạ? À? Chị thì chị nghĩ là hai cái cách sau nó hơi bị dài. Và chúng ta có thể chủ động sử dụng những cái cách trên cũng đã là ok rồi. Có bao nhiêu người đang sống cuộc đời không đáng một xu? Chẳng có gì bao biện cho những cái tôi lười biếng và hèn nhát ấy cứ ngồi lì trong phòng với suy nghĩ an phận thủ thường sẽ có được một hạnh phúc được không ạ à? cuộc đời hạnh phúc lao ra xã hội chẳng thể vui thì mãi mãi bạn chỉ là những xác thể dần tàn mà thôi những con người như vậy thật đáng lên án và phê phán kiểu kiểu như vậy thì sẽ tùy thuộc vào cái đề bài để chúng ta linh hoạt nhá các em nhá được chưa nào tùy thuộc vào cái đề bài để chúng mình linh hoạt đấy là cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ phê phán được chưa nào thế thì cái cách thứ hai chúng ta sẽ có thể là đào sâu thêm về vấn đề được chưa ạ nhìn nhận vấn đề ở một cái chiều hướng khác nữa được chưa nào thì đối với cái dạng này chúng ta có thể có những cái cấu trúc được không ạ chúng ta có thể có những cái cấu trúc à vấn đề nghị luận không có nghĩa là đó cái gì đó không có nghĩa là vị tha không có nghĩa là dễ dàng tha thứ cho những sai trái những điều sai trái của người khác kiểu kiểu như vậy được không ạ? À? Tự tin không có nghĩa là đó, nêu ra được chưa nào? Hay là ví dụ nhìn từ một cái góc độ tổng quát hay nhìn từ một cái góc độ sâu sắc hơn, ta thấy vấn đề nghị luận không có nghĩa là hay là không đơn thuần chỉ được hiểu là kiểu kiểu vậy. Ok chưa ạ? À? Thì các bạn có thể chú ý để thử vận dụng những cái cách này xem sao nhá. Ở đây chị có những cái ví dụ, ví dụ như là lạc quan không có nghĩa là tự tin vào bản thân một cách thái quá đặc biệt là trước những tình huống nguy hiểm cần sự tập trung cao lúc này thì sự lạc quan lại vô hình biến người ta thành chủ quan xem nhẹ mọi thách thức mà không có sự ứng phó phù hợp đúng không ạ hay ví dụ như là gì ạ cho không có nghĩa là mất mà cho là mãi mãi còn ở trong tâm của người nhận người xưa có câu cho thì còn mà ăn là mất vậy cho đi không có nghĩa là uh, có gì à? không nghĩ tức là không nghĩ đến một cái báo đáp đó là một hành động đầy tính nhân văn cao cả kiểu kiểu vậy ok chưa nào đó hay ví dụ như là không ít những cái loài sống dưới đất như trồn hay sóc vẫn có thể bay không thiếu những loài chim vẫn có thể bơi thậm chí có những loài hy sinh chức năng đôi cánh trong không trung để lấy việc tối đa hóa khả năng hoạt động cánh ở dưới nước như loài chim cánh cụt với khả năng lặn sâu tới 500 mét đã trở thành sát thủ một môi trường vốn không dành cho chúng. Vậy nên chúng ta ai cũng sẽ có những cái khả năng tiềm ẩn kiểu kiểu vậy, đào sâu hơn về cái vấn đề đó. Được chưa nào thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá. Đấy là cái phần liên hệ bản thân này. Và cái phần chúng ta mở rộng thêm vấn đề À, có gì thì gặp nhau trong khóa học 10 ngày chị Hiên sẽ chia sẻ hơn về cái đó và ở đây thì chị cũng đã chuẩn bị cho các bạn một cái đề bài và chúng ta sẽ cùng với nhau viết một cái đề bài hoàn chỉnh các bạn nhá chúng ta sẽ cùng với nhau viết một cái bài hoàn chỉnh đề bài của chúng ta ngày hôm nay đó chính là hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của sự khác biệt trong cuộc sống được không ạ à? ý nghĩa của sự khác biệt trong cuộc sống bạn nào muốn nhận cái file mà chị đã chuẩn bị ngày hôm nay thì các em có thể giúp chị là cáp lại cái màn hình nhá. Một lát nữa chúng ta nhắn tin về fanpage. Ok chưa ạ? Cáp lại màn hình và một xíu nữa chúng ta nhắn tin về fanpage. Và cũng đừng quên là chỉ còn duy nhất ngày hôm nay. Chị Hiên dành tặng voucher giảm học phí 200.000 cho khóa học 10 ngày. Cộng thêm với việc những bạn nào đăng ký trong hôm nay thì tặng thêm một khóa học đọc hiểu. Đăng ký thành công một cái có thể ngay lập tức tham gia vào khóa học đọc hiểu để học luôn. Ok chưa ạ? À. Duy nhất cho các bạn đăng ký trong buổi ngày hôm nay. Một xíu nữa nhắn tin về page Rồi, thì ở đây chúng ta thấy rằng về hình thức, chắc chắn rồi, là một đoạn văn nghị luận xã hội khoảng 200 chữ. Đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ chỉ viết nó trong khoảng tầm 2 phần 3 mặt giấy thi thôi. Được không ạ? À? Thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá. À, cái vấn đề nghị luận của chúng ta ở đây là gì? Là ý nghĩa của sự khác biệt. Được chưa nào? Đợt trước mới thi đề này mà viết lạc ý quá chị ạ. À. Đấy chưa chị đã bảo rồi mà. Bằng một cái lý do gì đấy học văn chị Yên hay trúng đề lắm. Thật đấy. Đây không phải là cái câu chuyện tâm linh đâu. Mà nói thật với nhau là như vậy. Đặc biệt trong khóa học 10 ngày nhá. Chị kể cho rất nhiều năm rồi. Cứ hôm nào mà chị đang phát Tự nhiên có tiếng chó sủa rầm rộ hay là lát kinh khủng. Để xong các bạn ấy sẽ bảo chị là chị ơi hay là vào bài này à chị có điểm rồi có điểm rồi và thế là bằng một cái niềm tin tâm linh nào đấy các bạn ấy đã đã ngay lập tức gọi là gì ạ nghĩ rằng đấy là một cái điểm báo vào bài đó và quả thực là khi mà các bạn ấy đi thi thì các bạn ấy bảo là ui chị ơi chúng đề rồi về rất là vui sướng trong cái niềm vui sướng đấy Vậy nên chị mới hay trêu bảo là thật ra cái khóa học 10 ngày này không chỉ là một cái khóa học tổng ôn lại kiến thức, không chỉ là một cái khóa học trọng tâm về phương pháp để chúng ta thực sự biết cách làm một cách chính xác nhất, làm thế nào để có thể làm sát nhất với cái đáp án của đề thi trung học phổ thông quốc gia mà đây đôi khi còn là một cái khóa học mà có cái vía rất là tốt. Thế nên thành ra là điểm số chị nói thật là khó mà tưởng tượng ra được lắm Có nhiều bạn mà bảo là chị ơi em nói thật là em chỉ học đúng cái khoa học 10 ngày thôi chị ạ à. Em không bao giờ em nghĩ được điểm mình sẽ như thế Mà cuối cùng thì điểm gọi là không thể nào tin nổi luôn à, Thế nên là <laughs> chị rất là mong là chị sẽ có thể được gặp các bạn Và đồng hành cùng với các em ở đầu tháng 6 này Mùng 5 tháng 6 chúng mình khai giảng nha Rồi cái gì viết hơn một mặt giấy mà không biết viết cái gì đối với đề này á? Trời ơi, tôi buồn quá đi mất. Đây ạ, à, chúng ta có đề bài. Đó chính là ý nghĩa của sự khác biệt. Bây giờ trước tiên là phần mở đoạn thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải dẫn dắt và giới thiệu vấn đề nghị luận. Và các em cũng có thể nhìn thấy được rằng là trọng tâm vấn đề mà tôi cần phải làm rõ ở đây. Đó là gì nhỉ? Đó là nêu ra được cái từ khóa là ý nghĩa của sự khác biệt. Sự khác biệt có ý nghĩa không? Em tự đặt ra một cái câu hỏi như vậy chúng ta đưa ra một cái quan điểm của mình rằng là sự khác biệt đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi người, chẳng hạn là như thế. Ok chưa ạ? À? Chẳng hạn là như thế. Nhá. Thì ở đây chúng mình sẽ có giải thích. Chắc chắn là phải giải thích rồi. Sự khác biệt là gì ạ? À? Phần thân đoạn nhé, sự khác biệt là gì? À, chị ơi, một bài viết khoảng mấy ý là đủ. Đây các em ơi, chị đang thiết lập rất rõ ràng cho các bạn theo từng ý đây trang ơi. Em nhé. Chị đang giúp các em thiết lập rất là ấy đấy, các em đã học nghị luận xã hội, viết nghị luận xã hội với chị rồi thì các bạn sẽ cảm thấy nó cực kỳ khoa học luôn. Đây là chị nói thật. Các em sẽ cảm thấy nó cực kỳ khoa học luôn ạ. Đây ạ. À. Nếu mà vẫn cảm thấy miên man thì chắc chắn phải đăng ký khóa học 10 ngày đi bởi vì đây là cái khóa học cuối cùng chị có thể hướng dẫn các bạn viết nghị luận xã hội khoa học ạ. Đây ạ. À. Sự khác biệt chính là những nét riêng, sự độc đáo được khẳng định, được đề cao gắn với đời sống của cá thể trong xã hội. Nó được thể hiện ở suy nghĩ, quan điểm, lối sống và hành động, cách ứng xử của bản thân đối với người khác. Nó là những nét riêng và sự độc đáo. Đấy, đưa ra được những cái kỳ. Đã viết là phải đúng, đã viết là phải trúng. Còn nếu không đúng, không trúng thì không viết nữa. Mất thời gian. Nha. Được không ạ? À? Giải thích xong, phân tích bàn luận. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tôi khẳng định là sự khác biệt mang ý nghĩa đối với mỗi người. Mang ý nghĩa lớn nào đối với mỗi người. Vậy thì chúng ta có được cái sự khác biệt thì chúng ta sẽ có được những cái gì? Thứ nhất, sự khác biệt khiến chúng ta có thể thể hiện được bản sắc riêng không bị hòa tan trong đám đông trong cộng đồng. Sự khác biệt giúp chúng ta có những suy nghĩ độc lập, táo bạo và tự tin thể hiện được cái tôi của bản thân. Sự khác biệt của bạn đối với thế giới xung quanh mà người khác để ý từ đó các người khác gì ạ? À, thể hiện cái sự quan tâm và tôn trọng bạn nhiều hơn, vì họ tìm thấy ở bạn những giá trị tích cực mới mẻ cần quan sát và học hỏi. Ví dụ như thế Thế thì ở đây chị đưa ra một cái dẫn chứng các bạn có thể thấy là gì ạ? Trời ơi, cái dẫn chứng về Thomas Edison là một dẫn chứng cũ thế thì đối với cái dạng đề về sự khác biệt thì mình đưa kiểu gì đây? Tí nữa sẽ có bài mẫu. Sau đó liên hệ bản thân ngay bây giờ, tôi cần phải có suy nghĩ được không ạ? À? Tôi nhận thức rằng là tôi cần phải suy nghĩ khác đi. Đúng không ạ? À? Sẵn sàng nói lên những cái tiếng nói riêng của mình, làm những điều mình mong muốn trước khi muộn và bắt đầu thực hiện nó từ những cái điều nhỏ bé nhất. Được không ạ? À? thế nhưng mà mở rộng vấn đề ở đây chúng ta có thể thấy chúng ta có thể mở rộng thêm khác biệt không có nghĩa là mình gì ạ là mình làm những cái điều lập dị làm những cái điều quái dị làm những cái điều mà gì ạ không có cái giá trị và không có ý nghĩa và tự cho rằng đó là một cái sự khẳng định cá tính của bản thân đúng không đó và kết đoạn hãy sống dũng cảm hãy mạnh dạn khác biệt đúng không ạ bởi vì bạn là riêng là một là riêng là duy nhất ví dụ kiểu kiểu như thế thì chúng ta sẽ có một cái phần bài viết tham khảo với tất cả những cái ý tôi đã xác định được ở trong đầu tôi như ở phía trên các em nhé tôi đã xác định được trên đầu tôi trong đầu tôi như ở phía trên thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu viết như sau trước tiên mở đoạn mở đoạn ở đây chị hiên lựa chọn cái ý tưởng đó là đi từ những cái câu hỏi chị nói thật học nghị luận xã hội hay vô cùng nếu mà bây giờ các bạn vẫn đang ở trong trường hợp mà chúng ta viết nghị luận xã hội theo cái kiểu gì ạ À các bạn vẫn viết nghị luận xã hội theo cái kiểu mà các bạn cảm thấy nó kiểu nhàm chán ấy thì chị nghĩ là các bạn chưa thực sự nhận ra được rằng là cái dạng đề nghị luận xã hội là một cái dạng đề rất rất là hay. Rất là hay luôn các bạn ạ, thực sự là một cái dạng đề rất rất là hay. Được chưa nào? Thế thì ở đây chúng ta sẽ có nhá, mở đoạn bằng những cái câu hỏi liên tiếp như sau. Tôi là ai? Có phải là duy nhất hay chỉ là một phiên bản nhái lại của một ai đó? Câu hỏi ấy cứ hiện hữu trong tâm trí khi tôi loay hoay đi tìm ý nghĩa của sự khác biệt trong cuộc sống. Xong, đưa được cái cụm keyword vào chưa? Nhá Thế nhưng mình nhận ra là ở trên phần mở đoạn này mình chưa có đưa ra cái quan điểm à? Mình mới chỉ đưa ra cái key đó thôi. Thế thì một xíu nữa khi phân tích bàn luận mình mình phải đưa ra cái quan điểm nhá. Được chưa nè? Mình phải đưa ra cái quan điểm nhá. Ok không ạ? À? Ở đây sự khác biệt chính là những nét riêng sự độc đáo được khẳng định được đề cao gắn liền với đời sống của mỗi cá nhân trong xã hội nó thể hiện ở suy nghĩ quan điểm lối sống hành động và cách ứng xử của bản thân với người khác được không ạ à? và sự khác biệt sự khác biệt mang ý nghĩa quan trọng đối với mỗi người đó Nhớ nha Ở trên cái phần mở đoạn chúng mình chưa có đưa ra được cái này Thì ở trong phần thân đoạn chúng ta phải có một câu khẳng định Để đưa ra được cái quan điểm của các em về vấn đề nhá Ok chưa ạ Đây bắt đầu nói này Ý số 1 Phân tích bàn luận Sự khác biệt khiến chúng ta thể hiện được bản sắc riêng không bị hòa tan trong đám đông, cộng đồng. Từ đó, chúng ta có được sử dụng những cái từ liên kết đi từ đó ta sẽ có được những suy nghĩ độc đáo táo bạo tự tin thể hiện cái tôi của chính cái tôi riêng biệt của chính bản thân mình bởi mỗi người sinh ra vốn dĩ đã là một thực thể riêng mang những màu sắc khác nhau và nhự, nhờ cái sự khác biệt đó của bạn đối với thế giới xung quanh mà bạn cũng sẽ nhận được sự chú ý quan tâm và tôn trọng của những người đúng không ạ à? của mọi người vì họ tìm thấy ở bạn những giá trị tích cực mới mẻ cần quan sát và học hỏi. Tuy nhiên khác biệt không phải là việc đấy gọi là gì ạ à? mở rộng thêm đấy mở rộng mở rộng mở rộng thêm nhá. Tuy nhiên khác biệt không phải là việc bạn cố tỏ ra quái dị lạ mắt để khoe mẽ bản thân với mọi người làm cho mình thật nổi bật mà phải phù hợp với quy chuẩn đạo đức và thuần phong mỹ tục của xã hội. Bắt đầu đưa dẫn chứng nhá tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về nhà bác học thomas edison thầy phù thủy ở Menlo, ở menlo park không học ở trường edison tự học ở sách theo cách của riêng mình đó có phải là khác biệt không đó là khác biệt đúng không ạ à? đó có phải là khác biệt không đó chính là khác biệt nhá à, dần dần với sự suy nghĩ tìm tòi thực hiện không chú trọng lý thuyết từng bước edison đã chinh phục những gì mà người thời bấy giờ cho là không tưởng Ông đã phá vỡ các nguyên tắc, thử một lần khác biệt và thành công với phát minh vĩ đại về đèn điện và đưa nhân loại bước sang kỷ nguyên của ánh sáng. Câu chuyện này khiến cho tôi nghĩ, suy nghĩ về chính bản thân mình. Ngay bây giờ, tôi nghĩ rằng mình cần phải có suy nghĩ khác biệt hơn. Nói tiếng nói của mình, làm điều mình mong muốn trước khi quá muộn. Và tôi sẽ bắt đầu từ việc những cái điều nhỏ nhất, được không ạ? À? Từ những điều nhỏ bé nhất. Và sau đó gửi gắm một thông điệp. Và bạn ơi, hãy dũng cảm sống khác hãy mạnh dạn để khác biệt được không ạ à? hãy mạnh dạn khác biệt được không nào để là chính mình bởi bạn là một là riêng và là duy nhất hãy nhớ điều đó nhé ví dụ như thế kiểu kiểu vậy ok chưa nào bởi bạn là một là riêng là duy nhất và không ai có thể thay thế được chính bạn được không ạ à? và không ai có thể thay thế được chính bạn cả ví dụ là như vậy ok chưa nào thì chị luôn nghĩ rằng là cái trước tiên là các bạn cần phải viết đúng và viết trúng cái đã nhá ok không ạ à? các bạn phải viết đúng và viết trúng cái đã được chưa nào nếu như các bạn cảm thấy cái dẫn chứng này quá dài đây ở đây chúng ta có đây một cái dung lượng dẫn chứng đó đây ạ à. đây là cái dung lượng của dẫn chứng nhá nếu như mà các bạn cảm thấy quá dài thì như cái câu chuyện ngày hôm qua chị nói đấy hoàng ạ à. các em lại đọc lại và tiết chế lại hoặc nhá, đấy chính là cái việc mà chúng ta sẽ làm thế nào để tối ưu hóa. Đó, ví dụ như à, tôi vẫn còn nhớ câu chuyện về nhà bác học Thomas Edison thầy phù thủy ở Menlo Park được không ạ? À? Edison đã không chọn cách học ở trường, Edison tự học theo cách của riêng mình, đúng không ạ? À? Và nhờ cái sự khác biệt ấy, bỏ cái câu này đi. Được chưa? Bỏ cái câu này đi và nhờ cái sự khác biệt ấy, cái cách học chú trọng vào thực hành ấy Thomas Edison đã phá vỡ các nguyên tắc và thành công với những phát minh vĩ đại Đưa nhân loại sang một kỷ nguyên Đấy kiểu kiểu như vậy Tự mình làm ngắn gọn đi Ok chưa? Rồi nếu mình chuyển câu vấn đề nghị luận sang giải thích thì có bị trừ điểm không? Sao lại thế nhỉ? Nếu mình chuyển câu nêu vấn đề nghị luận sau phần giải thích Nêu vấn đề nghị luận sau phần giải thích Ồ tức là em sẽ đẩy phần giải thích Tức là ví dụ như là khiêm tốn là gì Xong bắt đầu mới Chị nghĩ là nó không hợp lý phần bài viết đó sẽ không hợp lý em ạ à, cái ở đây như hôm trước chị có nói rằng là trong cái quá trình làm thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ cần một cái phần bài viết mà mà nó sẽ gọi là gì ạ nó sẽ có cái sự liên kết cả về mặt nội dung hay nói cách khác là chúng ta sẽ gì ạ về mặt nội dung hay nói cách khác là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đó chính là gì ạ là chúng ta cần phải có liên kết giống như kiểu là tất cả các câu đều thể hiện một nội dung thống nhất và được sắp xếp theo một cái trình tự phù hợp. Thì cái mà chị đánh giá ở đây nhá, Hồng Mến nhá, là em viết như thế á, thì em sẽ chú ý giúp chị là cái trình tự của em đang không được phù hợp. Và mình cần phải điều chỉnh lại để chúng ta có được một cái trình tự phù hợp. Em nhá, đấy là lời khuyên của chị dành cho em. Ok chưa nào? Thì đấy là những cái phần nội dung mà các bạn sẽ được cung cấp trong cái buổi học ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã cùng với nhau trôi qua bốn cái buổi học thật là nhanh đúng không? Và chị rất là cảm ơn và biết ơn các bạn vì các bạn đã dậy cực kỳ sớm với chị. Trong 4 ngày vừa rồi, các bạn ở đây đều là những người cực kỳ bền bỉ, đúng không ạ? Và chị rất là mong sẽ có cơ hội để được học học tập tiếp tục cùng với các em trong khóa học 10 ngày vào đầu tháng 6 tới và chị như chị đã nói là chị sẽ dành tặng một cái phiếu giảm giá học phí 200.000 cho tất cả các bạn khi mà các bạn đăng ký khóa học 10 ngày duy nhất trong ngày hôm nay thôi nhá duy nhất trong ngày hôm nay à, nhiều khi tâm đắc các ý quá em viết hay bị lố thường thì cái thời gian cho câu nghị luận xã hội sẽ chỉ rơi vào từ 15 cho tới 20 phút viết bài thôi các em chú ý giúp chị đừng để bị lố thời gian nhá cảm ơn chị rất nhiều ạ <laughs> chị cảm ơn em biết ơn em rất nhiều rồi ạ à ma trận chữa đề của tỉnh em yêu cầu vấn đề nghị luận ở mở bài um, sao lại 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 viết theo ma cỡ ma trận chắc... ừ thì đúng là vấn đề nghị luận thì đương nhiên là phải ở mở bài rồi hà phương <laughs> chị nghĩ là em phải viết theo cái ba đem điểm trong của bộ giáo dục chứ đúng không em phải viết theo cái ba đem điểm của bộ giáo dục chứ bởi vì đề thi của em là đề thi trung học phổ thông quốc gia mà được không ạ à? ok không chị tâm huyết quá <laughs> không nó có gì tâm huyết đâu bình thường mà trời ơi cũng lúc nào cũng cố gắng hết lòng thôi nhưng mà chị ơi làm bài thi lú lẫn dẫn chứng thì em sẽ lựa chọn những cái dẫn chứng mang tính chất kinh điển sử dụng được cho nhiều dạng đề á nhá bắt buộc là phải thế thôi được chưa nào Ok không ạ? Ui đừng nhắn tin cho chị Nhắn tin về pet đi Hỏi về quá học thì nhắn tin về pet đi chúng mình ơi À ví dụ Cho về sự khác biệt Vấn đề nghị luận Nó bị chuyển xuống sau phần giải thích Sao lại thế ạ? Sao lại vấn đề nghị luận Bị chuyển xuống sau phần giải thích ạ? Ừ, có nghĩa là chị đã nêu cái vấn đề đó Ở trên mở đoạn rồi nhưng chị chưa có nêu ra Quan điểm về vấn đề đấy mến ạ Thì một lát nữa sau khi chị giải thích xong Thì chị sẽ phải nêu ra cái quan điểm Của chị về vấn đề đấy sau đấy thì chị mới đưa ra những cái lập luận để bảo vệ quan điểm được. Tôi chưa đưa ra quan điểm thì tôi, sao tôi lại lập luận bảo vệ quan điểm được đúng không? Cái này là vì em không xem buổi 1 đúng không mến? Cái này chị nói rất rõ ở buổi 1 rồi á. Rồi ok ạ. À. à mong chờ quá 10 ngày quá. Như Ngọc đăng ký rồi hả? Có kết quả rồi mà Linh Trang, hôm qua đăng không qua đăng kết quả rồi đấy. Viết bài nghị luận xã hội có khi hết tầm 40 phút thế thì quá lố thời gian, thế thì làm sao còn thời gian để viết nghị luận văn học nữa? Thế thì một lát nữa viết nghị luận văn học xong thì giống như kiểu là mình chạy đua à? Viết xong bắt đầu đến nghị luận văn học thì như chạy đua? Chị ơi mình phần đẩy phần dẫn chứng, tất nhiên là không được rồi. Em phải nêu ra cái lập luận của em sau đấy em mới dùng dẫn chứng để chứng minh chứ. Bây giờ em chưa cả nêu ra lập luận của em em đã chứng minh rồi thì nó thành cái kiểu gì? Đúng không ạ? Chị đã đang sắp xếp cho các bạn theo một cái trình tự tốt nhất rồi. Nha. Yeah. Ok không ạ? À. Ok ok. Rồi rồi ạ, bạn ý hiểu rồi đấy Phương Anh ạ Bạn ý gì hiểu rồi Phương Anh ạ à. Ok ok Bạn ý hiểu rồi, nhất trí Em toàn bị lố nghị luận xã hội 30 phút để viết thì làm sao Thế thì bắt buộc là phải xem lại về phương pháp viết Chuẩn bị sẵn những cái phần Có thể chuẩn bị ví dụ như mở đoạn, kết đoạn Phần dẫn liên hệ bản thân Phần giải thích các vấn đề Chuẩn bị trước những cái đó để mình thực hiện Những cái đó cho nhanh đi sau đấy thì những cái phần kia mình sẽ suy nghĩ tư duy thì mình sẽ sử dụng cái thời gian còn lại nhá. Được không ạ? À? Ok chưa nào? Nói chung là cứ đừng quá một mặt, đừng có viết lố quá cái điểm trình bày của các bạn chiếm 0,25 điểm trong đề thi trung học phổ thông quốc gia đấy. Nhá, lời khuyên là như thế. Ok chưa nào? Và các bạn ơi, hãy chú ý giúp cho chị là chúng ta trong cái khóa học trong cái khóa học 10 ngày chạy văn á thì cái câu chuyện mà chị sẽ đi giải quyết cùng với các bạn không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc tổng ôn kiến thức mà chị nghĩ cái điều mà các bạn đang thực sự rất cần ấy, đó chính là một cái phương pháp làm được không ạ à? bài thi chuẩn cấu trúc trung học phổ thông quốc gia được chưa ạ à? tức là chúng ta sẽ giải quyết các câu đọc hiểu như thế nào để đạt điểm cao nhất Nghị luận xã hội như thế nào để đạt điểm cao nhất? Nghị luận văn học như thế nào để đạt điểm cao nhất? Thì chúng ta sẽ cùng làm với nhau cái phần này thật là bài bản và đầy đủ ở trong khóa học 10 ngày. Được chưa ạ? Và chị nghĩ rằng là nếu như các bạn đã biết đến khóa học này rồi thì nhất định các em nên dành thời gian để tìm hiểu đi. Được không ạ? À? Có, có có Khánh Linh ơi. Chắc chắn là có rồi, em yên tâm bởi vì chị rất chú trọng về phần này ạ. À có lẽ đây cũng chính là cái sự khác biệt lớn nhất nhá à em biết được phương pháp thế thì bắt buộc là em phải chăm chỉ thôi hoàng ơi kiến thức nền thì chúng mình phải tự ghi nhớ thôi chứ chị hiên cũng chỉ có những cái cách để bày ra cho các bạn để các bạn học theo cách đấy dễ nhớ thôi chứ còn chị cũng không thể nào mà ngồi truy bài cùng với các em được đấy chị nói thật hoàng là như thế được chưa ạ và đây chính là cái trọng tâm mà chị sẽ làm cùng với các bạn ở trong cái khóa học này bên cạnh ôn tập lại về kiến thức nền. Các em nhá. À, chắc chắn là chị sẽ có trình bày rất rõ thêm về nghị luận xã hội nữa. Và chị đã nói rồi, duy nhất trong ngày hôm nay khi các bạn đăng ký thì các em sẽ được tặng thêm một khóa học đọc hiểu duy nhất trong ngày hôm nay nhá. Duy nhất trong ngày hôm nay ạ. À. Và các bạn có thể ngay lập tức học khóa đọc hiểu luôn. Trong lúc các bạn đợi đến đầu tháng 6 chúng mình khai giảng thì ngay lập tức các bạn đã có thể học khóa thực chiến đọc hiểu luôn rồi. Ok chưa ạ? Được không nào? Những bạn nào đã đăng ký rồi thì các bạn cũng có thể chủ động nhắn tin về để được các anh chị hỗ trợ nhá. Để được các anh chị hỗ trợ đấy. Hải nè ơi, chủ động đắn, nhắn tin về để được các anh chị hỗ trợ. Yên tâm nhá. Không có buồn gì ở đây cả. Đó, ok chưa nào? Thế thì chị sẽ hướng dẫn các bạn để làm sao các bạn có thể tối ưu được cái phần nghị luận xã hội của mình trong một cái thời gian quy định để các bạn thấy là chúng mình sẽ không bị lố thời gian. Nhá. Chị ơi cho em hỏi, lỡ xui lắm, mình viết 2 phần 3 bài rồi đọc thấy lạc đề, Thôi tôi xin đấy ạ, thật sự là xin đấy. Đừng có để cái trường hợp đấy xảy ra thanh tâm ạ, đừng có để trường hợp đó xảy ra. Chị nói thật, bởi vì nếu mà cái trường hợp đó xảy ra thì là một cái điều rất là gì ạ, là một cái điều rất là 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 khủng khiếp. Đừng để trường hợp đấy xảy ra em ơi. Ôi dồi ôi, đây là kỳ thi quyết định mà Đây là kỳ thi sau 12 năm học 12 năm học mà em ơi Sao em lại để cái lỗi đấy xảy ra được Thì nó uổng vô cùng luôn ý Chị nói thật là như thế Đừng có bao giờ để cái trường hợp đấy xảy ra Được chưa nào Hãy chú ý cái điều đấy giúp chị bây giờ Mà lại viết 2 phần 3 rồi mới lạc đề Thì chị bó tay luôn ạ mà trong khi các em đều biết rằng đây là một cái bài thi cực kỳ cực kỳ quan trọng. Phải không ạ? À? Được không nào? À không đăng ký khóa học 10 ngày thì học đọc hiểu được không? Thế thì em có thể đăng ký khóa học đọc hiểu em nhé. Nhưng mà ngày hôm nay các bạn đăng ký khóa học 10 ngày là các bạn sẽ được tặng khóa học đọc hiểu và các bạn có thể học luôn. Còn bạn nào không đăng ký khóa đó thì các em cứ đăng ký khóa 10 ngày thôi, à, đăng ký khóa đọc hiểu thôi. Ok chưa nào? Nhưng mà chị thì chị nghĩ rằng là các em không đăng ký là các em rồi các em sẽ cảm thấy tiếc đấy <laughs> chị nói thật <laughs> bởi vì đây là cái điều mà đã có rất nhiều bạn nói rằng giá như em đăng ký khóa đó giá như giá như được chưa ạ à? à em viết văn chưa bao giờ giám đốc lại bài văn của mình trời ơi tôi phát sợ luôn á <laughs> không biết nói gì luôn á cạn lời luôn á ok chưa ạ à? thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá được không nào các bạn sẽ chú ý giúp cho chị ở trong khóa học 10 ngày thì tất cả những buổi học cũng sẽ được lưu lại thì nên trong trường hợp các bạn cấn lịch hay là các bạn vào muộn thì các bạn cũng có thể chủ động xem lại và tất cả những bài giảng đều được hệ thống cực kỳ cực kỳ khoa học chị sẽ cho các bạn xem một cái folder này nhé để các bạn hiểu hơn về khóa học 10 ngày đây ạ, à, chắc là chị sẽ, sẽ cho xem cái folder của năm trước Bởi vì về cơ bản thì năm vừa rồi cũng là một cái năm Lại tiếp tục là một cái năm cực kỳ cực kỳ thành công của khóa học này Để các em sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái folder nó chuẩn chỉnh như thế nào Được không nào? Đây ạ, à, chị có cái khóa học 10 ngày ở đây Các bạn có thể nhìn thấy này Lộ trình và tài liệu Và đương nhiên trong khóa này chúng ta cũng sẽ có bài tập về nhà được chấm chữa cực kỳ chi tiết Đây ạ, à, các bạn có thể nhìn thấy này đó, khai giảng này, tổng ôn văn xuôi này, tổng ôn thơ này, phương pháp này, luyện đề này, luyện kỹ năng này, thấy chưa ạ? Thì ở đây các bạn sẽ có link buổi học. Đó, tất cả những link bài giảng rất là dài, những cái buổi bài giảng này toàn 4 5 tiếng thôi các em ạ. À. Toàn 4 5 tiếng thôi. Đây là link video dự phòng nếu trong trường hợp Facebook bị lỗi thì các bạn có thể xem lại rất cẩn thận. Được không nào? Bài tập về nhà, đấy, của từng buổi và tất cả đều là những cái đề bám sát cấu trúc của đề thi trung học phổ thông quốc gia luôn. Cái tiếp theo là đáp án các bài tập các buổi. Đó, để các bạn có thể tham khảo. Và bên cạnh đấy là một cái kho tài liệu bổ sung ở đây để các bạn có thể học hỏi thêm, được chưa ạ? Các bạn có thể xem là bất cứ một cái bài giảng nào của chị Yên cũng cực kỳ dài. Ví dụ như cái buổi này đi, là rơi vào 4 tiếng 24 phút. Và các em thấy không? Học cực kỳ sôi nổi luôn ạ. Học cực kỳ sôi nổi. Đây chị đây chị của năm trước đây. Đương nhiên là năm nay thì chị cũng sẽ lại gì ạ? À? Rất là ôi năm trước nhìn lại sao mình trẻ quá. <laughs> Chờ em đi tổng kết về rồi em đăng ký nha. Ok nhất trí, nhưng chị mà nhất định là phải trong năm nay nhá. quay trở lại cùng với chị. Đấy, toàn 4 tiếng. Đây là 4 tiếng 24 phút này để xem buổi 2 bao lâu. Đây là năm trước ạ. À. Năm nay thì chắc chắn là cũng như vậy, được không ạ? À? Buổi 2 xem nào. Buổi 2 xem bao lâu nào. Buổi 2 đâu nhỉ đâu buổi 2 đâu ta Đây là buổi 1 mà Buổi 2 à, buổi 2 4 tiếng 30 phút này <laughs> Muốn xỉu luôn ạ, à. các bạn thấy không e, Em vẫn nhớ buổi 1 năm ngoái à Năm nay vẫn đồng hành với chị chứ Hoàng Quyết tâm nhá, phục thù nhá Rồi, nhộn nhịp cực <laughs> đây, 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 đây 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 10k lượt xem cơ mà Đấy các bạn có thể xem đi xem lại Bởi vì chị còn để lại để cho các bạn xem đi xem lại mà đó, kinh khủng luôn đấy ạ à. Đó, xem buổi ba xem nào <laughs> Thế nên là gì ạ, à? học tới gì đây Học tới đêm ngang Ngất ngang luôn nào, không biết à Đấy là lý do vì sao mà chị bảo là Cần phải chuẩn bị mì tôm, mì sữa là có thật đấy 4 tiếng 55 phút ạ à. Buổi này 5 tiếng này các em này 5 tiếng đồng hồ này Trời ơi Tôi phát sợ luôn á Được không ạ, à? phát sợ luôn đấy và chính cái buổi dài nhất này là cái buổi và chiếc thuyền ngoài xa đây này là cái bài năm trước thi đây này nhớ chính là cái bài năm trước thi đây ok chưa nào đó thì các em sẽ chú ý để các bạn có thể cân nhắc bởi vì như chị đã nói là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái ưu đãi về học phí duy nhất trong hôm nay dành tặng cho các bạn cộng thêm với đó là tặng cho các bạn một cái khóa học gì ạ à, nghị luận xã hội thực chiến đấy thì các bạn có thể cân nhắc Và đây chị đang cho các, các bạn, bạn xem chủ là chủ những cái gì Thật đây chị ạ Chị nên... không thể tạo dựng được cái này đâu Bởi vì tất cả ở đây đều là thật Và tất cả mọi thứ đều được hệ thống cực kỳ khoa học ở đây trong cái phần link tài liệu này, kể cả năm nay dành các bạn dành cho các bạn 2K5 cũng y hệt như thế. Chúng ta sẽ có một cái link cực kỳ khoa học để ôn tập lại và chú trọng cả về phương pháp nữa. Ok chưa nào? Vậy thôi nhá. Chị rất hy vọng các bạn có thể trân trọng cái cơ hội này. Và cảm ơn các em. Vì đã dành thời gian cho chị trong 4 ngày vừa qua. Hẹn gặp lại chúng mình ở trong khóa học 10 ngày để chúng ta có thể học thật là nhiệt tình, thật là khô máu, chiến đấu hết mình. Các bạn nhé. <laughs> sao chị nói hẳn 4 tiếng mà không nói gì 5 tiếng nữa đấy? Bọn em đi ôn có 2 tiếng mà thầy cô bảo thầy cô mệt lắm, cứ nói xa xả mà như dư ngủ. Đấy là lý do vì sao chị nói rằng khóa học 10 ngày cực kỳ đặc biệt. Sao Thanh ạ? À? Đăng ký ngay nhá đấy là lý do vì sao chị nói rằng khóa học 10 ngày đặc biệt như thế <laughs> đặc biệt là như thế đấy chị đang cho các bạn xem thật đây ạ à. câu chuyện thật đây ạ à. tất cả đều là thật đấy ạ à. ừ, cảm ơn các các bạn cảm ơn chúng mình nhớ nhắn tin về fanpage ngay nhá fanpage học văn chị hiên nhá còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé bye bye à em mong tới khóa học lắm mà chị cũng thế tạm biệt các bạn nhá cảm ơn các bạn rất nhiều nhá chúc các bạn những điều tốt đẹp nhá <laughs> Và nhớ là phải đỗ đại học nhá Nhớ chưa nào Ok không ạ à? Nhớ là phải đỗ đại học nhá Nhớ là phải đạt 8 cộng 9 cộng văn nhá Được chưa ạ Ok, chị đang nhìn thấy những cái lời chúc từ các bạn Nhìn thấy những cái phần tạm biệt từ các bạn Đương nhiên là chúng ta sẽ chưa nói lời tạm biệt với nhau đâu Mà chắc chắn là chúng ta sẽ phải gặp nhau ở trong khóa học 10 ngày chứ, đúng không? Bye bye nha Bye bye, bye bye các em